Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Tức là mình đã xài hết bao nhiêu năm rồi mà mình còn mãi đi tìm, đi tìm những cái mình thích nhưng mình không đi tìm cái mình cần. Câu đầu tiên à, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Bao nhiêu năm rồi, tức là mình đã đi biết bao nhiêu năm rồi à, mà còn tiếp tục đi nữa, đi tìm, đi tìm cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ, đi tìm cái cảm giác lạ, đi tìm cái điều thích thú để thỏa mãn cái tham vọng của mình. Câu đầu tiên. Cho nên muốn nói dừng lại, dừng lại. Như hôm nay quý vị đã dừng lại. Angulimala, đi tìm giết hết người này qua người kia, 999 người. Và đi tìm một người nữa là một người tới 1000 thì gặp Đức Phật. Đức Phật ngày đi rất chậm. Và Angulimala thì chạy theo. Nhưng mà không rượt theo ngài kịp. Thì Angulimala nó bảo là ông Cồ Đàm dừng lại. Nhưng mà Đức Phật ngài bảo là ta dừng lại lâu rồi. Chỉ có ngươi là chưa dừng lại thôi. Ngươi chạy đi tìm để giết người, để mà thỏa vọng mà mãn cái tham vọng của mình. Có 1000 người, vân vân, phải chết với bàn tay của nhà ngươi. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, nghĩa là muốn nói mình đã xài hết cuộc đời này gần hết rồi. Cái quỹ thời gian cuộc đời của mình đã xài gần hết rồi. Nhưng mình không dừng lại, không trở lại với chính mình, để tìm cái bên ngoài. Câu thứ nhất. Ở đây thầy giảng về cái cạnh Phật giáo nha. Còn không biết có trúng ý của nhạc sĩ không, mình cũng không biết. Cho quý vị cũng quan nghĩ cho. Mình cái cuộc sống mình nó có 60 tuổi là mình chết rồi. Mà 59 tuổi rồi mà còn vẫn còn đi tìm. Còn mãi ra đi. À, đi tìm để thỏa mãn cái tham vọng của mình, cái sân si của mình, cái phiền não của mình. Cũng giống như một cái người mà 58, 59 tuổi rồi mà còn đi tìm cái người tình của người chồng để đánh ghen. Trong đó 60 tuổi là phải chết. Nhưng mà đi tìm, đi tìm cái người đó. Người đó là ai? Đi tìm họ để mà đánh họ. Thì ở đây muốn nói dừng lại đi. Mình có 60 năm mình là mình chết rồi, đúng không? Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau bệnh đau dồn dập, 20 năm cuối là ao, đúng không? Vỗ tay cho đỡ buồn ngủ. Nghĩa là mình đã đi tìm 59 tuổi rồi còn đi tìm, 60 tuổi là out rồi, out of life, ra khỏi cuộc sống này rồi, là chết. Đọc cho thầy. 50 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Đúng không? À, tức là người xưa nói 50 tuổi phải tính năm, 60 tuổi cho xin lỗi, 60 tính năm. Còn một cái câu nữa là 5 năm 6 tháng 7 ngày. 5 năm tức là 50 tuổi là tính năm, 6 tháng là 60 tuổi là tính tháng, 7 ngày là 70 tuổi tính ngày, đúng không? Đó, 5 năm 6 tháng 7 ngày. Hoặc là 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính.
muốn đi lúc nào đi tự do, đúng không? Quý vị coi lại quý vị bao nhiêu tuổi là quý vị phải dừng lại, không có tìm nữa. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi tìm cái cõi bình an mình không có tìm, đi tìm về cái cõi tâm của mình không tìm, đi tìm cái nơi bình yên trong tâm hồn mình không tìm, đi tìm người này tìm người kia để hỏi cho ra lẽ, để tại sao người ta nói mình như vậy, đúng không? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi tìm. Đi tìm cái tâm của mình là gì? Thì sư Ajahn Chah người Thái Lan dạy, đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Cho nên tìm cái tâm của mình. Nhớ. Sra gang qua chít tăng. Sra gang chít tăng tí ba cha na tí. Khi tâm có tham, vị ấy biết rằng tâm có tham. Vì ta ra gần qua chít tăng, vì ta ra gần chít tăng tí vá cha na tí. Khi tâm không tham, vị ấy biết rằng tâm không tham. Sa đô sang qua chít tăng, sa đô sang chít tăng tí vá cha na tí. Khi tâm có sân, vị ấy biết rằng tâm có sân. Vì ta đô sang qua chít tăng, vì ta đô sân chít tăng tí vá cha na tí. Khi tâm không sân, vị ấy biết là tâm không sân. Sa mô hằng qua chít tăng, sa mô hằng chít tăng tí vá cha na tí. Khi tâm không si mê đó, vị ấy biết rằng tâm không si, tâm có si. Vì ta mô hằng qua chít tăng, vì ta mô hằng chít tăng tí vá cha na tí. Khi tâm không si, vị ấy biết rằng tâm không si. Như vậy đi tìm về cái cõi tâm của mình. Vì cái tâm của mình nó được bình yên hay không là do cái tâm của mình có tham hoặc có sân hoặc có si, hoặc là không tham không sân không si. Trên mỗi người chúng ta đi tìm cái tâm của mình. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi tìm bên ngoài. Trong cái đó mình phải tìm cái tâm của mình. Ý nghĩa là vậy đó. Cái tham mình nhìn nó thì nó hết, cái sân nhìn nó thì nó hết, cái si nhìn nó là nó hết. Giống như yêu quái mà nó xuất hiện mà gặp tề thiên là yêu quái biến mất liền. Cái tham mà nó khởi lên mình nhìn nó được thì tham nó mất, cái sân mà khởi lên nhìn nó được thì sân nó mất, và cái buồn này rồi nó sẽ cũng hết. Ai mà làm chúng ta vô tình nó cố ý làm chúng ta buồn đó rồi nó cũng hết, đúng không? Cho nên nó còn hoài đó. Nếu nó không hết thì khi mình hết thở thì chắc nó cũng hết. Đấy. Nhưng mà nó hết, nó sanh rồi nó diệt. Giống như mặt trời là mọc lên rồi nó lặn thôi. Cái buồn nó lên rồi nó cũng mất. Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ không tha người nào, đúng không? Cho nên là khi mình nhìn một cái nhìn trí tuệ vậy đó, thì mình dừng lại ngay, không có đi tìm nữa. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, thì đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt đó. Đi đâu lanh quanh có kết quả liền. Câu thứ nhì là kết quả câu thứ nhất liền. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Nếu có gì mà đi lanh quanh vậy đó, nó mệt dữ lắm. Nó mệt. Đi tìm cái dục vọng của mình, đi tìm cái phiền não của mình thì nó sẽ mệt. Đi trở về với cái tâm của mình thì nó sẽ khỏe. Hai câu này hay quá, đúng không? Cho ông Trần pháo tay cho đỡ buồn ngủ. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Kết quả liền. Câu đầu là câu nhất là nhân rồi, câu thứ hai là quả rồi. Nhân quả ngay hai câu đầu tiên rồi, đúng không? Rồi dừng lại. Đến một ngày nào đó thì chúng ta cũng phải dừng lại. Chúng ta muốn đi cũng đi không được, đúng không? Cho nên tập dừng lại cho quen, để sau này khi kết thúc cuộc đời này chúng ta dừng lại, chúng ta cảm thấy nó quen, nó không lạ. Cho nên là mình phải dừng lại, mình tập dừng lại cho quen.
để một ngày đó mình không đi được nữa, mình phải dừng lại và mình kết thúc cuộc đời của mình. Nó quen, tập chết cho nó quen. Người nào mà anh hùng nữa, mua cái hòm về để trong nhà, ngày nào cũng nhảy vô đục cái lỗ dưới cho nó thông hơi, đậy nắp lại nằm đó. Chứ đừng có nghe thầy số dạy rồi về mua cái hòm rồi nó kín mít rồi nó chết bất tử rồi mệt á, đục cái lỗ dưới á, hai ba lỗ vậy đó, rồi nhảy vô đó nằm. À, có nó có không khí thì nó không chết, nhưng mình tập rằng mình nằm như vậy đó, đó trong tương lai huy hoàng của mình là như vậy đó. Hiểu thầy nói gì không? Đó, cái người tu mình nó khác cái người không tu chỗ đó đó. Sabbe sankhara anicca tiyada bannya yavasati atani bindati dukhe esa dhammo visanantano. Các pháp hữu vi là vô thường, người ấy thấy bằng trí tuệ như vậy nhàm chán khổ đau. Esa maggo visuddhiya, đó là con đường thanh tịnh. Sabbe sankhara dukkhati yada bannya yapassati atta nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiya. Các pháp hữu vi là đau khổ, thấy bằng trí tuệ như vậy nhàm chán khổ đau này, đó là con đường thanh tịnh. Sabbe sabbe sat sabbe dhamma anattati yada bannya yapassati atta nibbindati dukkhe esa dhammo esa maggo visuddhiya. Các pháp hữu vi là vô ngã, các pháp là vô ngã, thấy bằng trí tuệ như vậy nhàm chán khổ đau cuộc đời này, đó là con đường thanh tịnh. Những cái người nào mà thấy được sanh diệt, thấy được khổ đau, thấy được thay đổi, thấy được phản bội, thấy cái sự vô thường, thấy sự biến hoại, thì cái người đó là cái người có trí tuệ và nhàm chán thế gian này. Và nhờ như vậy mà người đó được thanh tịnh thân tâm, thanh tịnh cái thân tâm này. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, tại sao mình phải dừng lại? Vì mình thấy cái mình đi tìm nó không cần thiết, nó không cần thiết. Cái mà mình dành cả cuộc đời này để mình đi tìm, cái đó nó không cần thiết. Mà cái cần thiết của mình hiện nay là gì? Làm sao cho tâm được thanh tịnh, làm sao mà chúng ta có được nhiều cái thiện nghiệp, nhiều nghiệp lành, nghiệp thiện, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, đúng không? Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tà. Cái tâm của mình mà nó không an lạc thì cuộc sống này đâu có ý nghĩa gì. Hạnh phúc và đau khổ là do cái tâm chứ không phải do cái tiền. Người ta giàu mặc dầu người ta nghèo mặc dầu tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu tuy túi rỗng không. Cái hạnh phúc là sự cảm nhận, nó là một trạng thái tâm lý. Cho nên có nhiều người giàu mà họ khổ dữ lắm, nhưng mà có những người không giàu mà họ vẫn hạnh phúc, vì đó là trạng thái cảm nhận mà. Cái người mà ăn xin ngoài đường, ngoài chợ, một ngày mà họ xin tiền giấy mấy trăm ngàn là họ hạnh phúc tuyệt đối rồi. Còn mình á, một ngày mà không vô được mấy triệu á, mình đau khổ dữ lắm. Thế đó, cho nên hạnh phúc và đau khổ là do cái trạng thái tâm lý. Và Phật giáo là dạy chúng ta để mà điều chỉnh lại cái tâm của mình, để mình có được hạnh phúc, được an lạc. Tại sao quý vị sống hôm nay, vì đi đến đây thì sống một mình, không tập sống một mình cho quen. Nếu mình ở nhà thì sống nhiều mình dữ lắm, nào là chồng mình, là vợ mình, là con mình, là anh em mình, là cháu mình, vân vân. Mình đến đây mặc dù mình ở trong một tập thể thế này, nhưng mà thật sự là chỉ có mình thôi à, đúng không? Những người xung quanh mình đâu có ràng buộc mình đâu, không có ràng buộc.
kể cả cái ngôi chùa này cũng đâu có ảnh hưởng tới mình. Nên mình sống một mình, tập sống một mình, để sau này mình ra đi một mình cho nó dễ, đúng không? Đọc cái thầy câu này cho đỡ buồn ngủ nè. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi đi với kẻ ngu bạn đàn. Xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Sao hôm nay mình đến đây? Tại vì những người xung quanh mình là những người tu, xuất gia hoặc cư sĩ Phật tử, họ có một cái tâm từ bi hỷ xả, họ có cái tâm chánh niệm tới trí tuệ, họ có cái tâm tha thứ bao dung. Còn những người ở chung nhà của mình á, muốn tìm cái tâm nó rất khó, đúng không? Những cái người trong nhà mình, giàu bà con ruột của mình đi nữa đó, họ nói lên cũng nặng cái mùi tham, nặng cái mùi sân, nặng cái mùi si. Còn khi mình vào chùa mình nghe ông thầy ông sư nói nặng cái mùi giải thoát, đúng không? Nặng cái mùi từ bỏ. Đọc thêm câu nữa cho đỡ buồn ngủ nè. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Đó. Nói vậy chứ không phải chiều nay về nhà là đừng ly dị nha, không được đâu. Không nên. Ở đây là từ bỏ cái tâm. Còn trách nhiệm bổn phận thì mình phải làm. Mình với ai đó có nhân duyên với nhau, làm chồng làm vợ thì vẫn phải làm. Mà nếu hết duyên rồi thôi, đừng có tiếc. Tiễn dông cũ đi, rước dông mới về. Đừng có tiếc của đời. Cái dông cũ này nó không còn trân trọng mình nữa, giữ làm chi mà đau khổ. Đạo Phật là đạo cứu khổ, hôm nay thầy xin cứu khổ quý vị. Vậy thôi. Nếu cái dông cũ đó mà nó không còn quý mến mình nữa, nó không còn trân trọng mình nữa, nó không còn quỳ xuống dâng bông hồng cho mình nữa, thì tiễn nó đi, đúng không? Tiễn dông cũ đi thì dông mới mới dám tới. Còn dông cũ này mà nó lạng, nó cứ lạng tới lạng lui, nó án ngữ trong nhà của mình thì dông mới nó bao giờ tới, đúng không? Trước đây nó quỳ xuống, nó dâng bông hồng cho mình, nó cầu hôn mình, bây giờ nó quỳ xuống để đà nó đá mình. Mình giữ đường chi, đúng không? Bỏ đi, không nên giữ lại chi. Tạo điều kiện cho nó giải thoát đi, giải thoát cho nó mà giải thoát cho mình luôn á, đúng không? Còn bây giờ cái người kia họ quỳ xuống rồi dâng bông hồng cho mình mà mình không trải thảm đỏ mình rước vô nhà là sao? Còn nếu không có ai tiễn dâng cũ đi mà dâng mới nó không tới thì vô chùa ở, mẹ một mình em sống khỏe ru, đúng không? Đức Phật thì ở một mình hay là ở với vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia, công chúa gì rồi la hầu la thì ở với ai? Ở một mình. Đức Phật sao mình vậy là đúng, đúng không? Đức Phật ở một mình, còn mình đệ tử Phật mình hơn Phật ở chỗ mình ở nhiều mình chưa chịu nữa là mình sai. Nếu muốn giải thoát, còn muốn luân hồi thì cứ bình thường, không có gì trở ngại. Ở đây thầy đang nói về pháp giải thoát, pháp để mà cái mình được giải thoát cái khổ đau ngay trong hiện tại này, in this very life, chính ngay trong kiếp sống này chúng ta phải được giải thoát. Mình sống có bao nhiêu năm mà mình đau khổ, thôi chết cha thì rồi sống chỉ mệt vậy. Bây giờ suy nghĩ đi, sống cái gì mà không, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối không có một nụ cười, mặt lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo là sao? Thì vậy, cười lên mà cái gì cười lên thì còn cái răng nào. Vậy đó, tiếng Anh nó có câu quá hay, thầy tình cờ thầy đọc trên mạng á, you should smile while you have teeth, bạn phải cười, bạn nên cười khi bạn còn răng. Hiểu gì không mà sao im ru vậy?
À, bạn phải cười khi bạn còn răng, đúng không? Con lên con bưng cái bình bông này bỏ vào đây để thầy coi mấy gương mặt này có cười không. Bưng bỏ vào đây, bưng để qua đây tạm đi. Bạn phải cười khi bạn còn răng, khi bạn hết răng là sao cười, đúng không? Mai mốt cái gì mà rụng răng hết rồi, mắc cỡ muốn chết sao dám cười. Có lần thầy bị rụng một cái răng, trời ơi không dám cười. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối không dám cười. Khi mà đi trồng lại cái răng giả rồi bắt đầu cười lên. Mà thầy cười đẹp lắm. À, vậy đó, nó cần có cái duyên, cười nó đẹp. Mà không cười được xấu. Một ngày quý vị phải cười cho thầy 10 lần, nhớ. Cỡ nào phải cười 10 lần đó. Đọc theo thầy. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Có bà đó, một cả đời bà không giờ cười. Một hôm bà phát hiện chồng bà có con rơi 10 tuổi, bà bị sốc. 12 giờ đêm bà đứng cười của mình. Bà điên à. Bình thường không cười. Nghiêm chỉnh lắm, nghiêm túc lắm, nghiêm khắc lắm. À, rất là strictly, gọi là tiếng Anh rồi là rất là nghiêm khắc. Nhưng cuối cùng bị sốc là cái điên đi. Điên là đâu kiểm soát được nữa. Out of control, ngoài tầm kiểm soát. Cho nên thành ra là bị sốc quá cái cười của mình. 12 giờ đêm đã cười của mình. Bây giờ phải tập cười cho nó quen. Mai mốt mà lỡ nó có sốc mà cười người ta cứ nghĩ mình không có sốc. Cái chuyện gì đâu bất ngờ đó, có thể xảy ra. Chuyện gì cũng có thể xảy ra đó, đúng không? Hãy tập làm cầu thủ chớp quả banh cuộc đời, đúng không? Hãy tập làm cầu thủ, thủ môn á, để mình chuẩn bị đá là mình chụp, đá mình chụp chứ. Mình làm thủ môn mình lơ đễnh là bị lọt lưới sao? Hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời. Mà cuộc đời là gì? Cuộc đời là vô thường, là đau khổ, là vô ngã. Cái sự đau khổ trong cuộc đời này, cái sự phản bội trong cuộc đời này, nó giống như cái màu xanh ở trong cái bông này. Cuộc đời giống như cái bông, màu xanh giống như sự phản bội, giống như sự vô thường, sự đau khổ. Cái bông mà di chuyển đến đâu thì sự phản bội nó đến đó. Cái sự vô thường đến đó. Cái sự phản bội một cách âm thầm, lặng lẽ, hay là sự phản bội một cách lộ liễu, thì trong đó nó có sự phản bội rồi. Phản bội là vô thường. Trước đây người ta thương mình biết bao nhiêu, bây giờ người ta hết thương mình nữa là phản bội rồi. Trước đây người ta thề, người ta thương mình, đi đâu người ta cũng chở mình, dầu là xe đạp người ta cũng chở. Bây giờ tới xe không đa người ta cũng chở nữa. Rồi xe hơi người ta không chở mình, ta chở người khác. Thì cái sự phản bội, cái sự đau khổ, cái sự vô thường, cái sự vô ngã, nó giống như cái màu xanh của cái bông này. Và cuộc đời giống như cái bông này. Cuộc đời di chuyển đến đâu là cái sự vô thường, thay đổi, phản bội nó di chuyển đến đó. Hiểu gì không? Thầy mỗi lần hiểu là vỗ tay. Còn cái gì im là thầy biết là chị không hiểu. Là thầy phải giảng nữa thì nó mệt, đúng không? Thầy phải cười lên, phải vui lên. Cười tha thứ, cười hỷ xả, cười từ bi, đúng không? Cười bao dung. Sống phải bao dung, chứ đừng có bung dao. Hiểu không? Xong vỗ tay. Thấy hiểu là vỗ tay, mà không hiểu đừng vô tay vậy thôi. Sống là phải bao dung, chứ đừng có buông dao. Bao dung thì mình được hạnh phúc, mà buông dao là mình đau khổ. Vậy thôi. Đó. Thường ngày quý vị bao dung hay buông dao? Hả? Thiệt không đó? Cô này cô nói cô bao dung thiệt không vậy hả? Không tin, thầy không tin. À, hỏi lại, trả lời thật, có Đức Phật làm chứng. Mỗi ngày mình bao dung hay bung dao? Ai bung dao đưa tay thầy coi. Đó, hết nửa lớp. Còn ai bao dung? Có mấy người à? Còn mấy ông, mấy bà nè, bà nội, ông nội kia thì sao? À, cô này hay đó.
Cổ nói là xâm thai, thỉnh thoảng là bao dung, mà thỉnh thoảng là vung vung vào. Đọc cho thầy câu này đi. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng con điên. Cười không vỗ tay là sao? Hôm nay mình đạt cái kỷ lục là cười nhiều nhất, vỗ tay nhiều nhất đi. Đồng ý không? Cái nào mà thấm là cái vỗ tay thôi. Nhưng mà đừng có khùng vỗ tay hoài thầy giảm được à. Đọc con câu này hay hơn nè. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên. Đó, câu này cô đây nói đó. Vì Phật tử thì nói đúng rồi. Thỉnh thoảng là bao dung, mà thỉnh thoảng là bung, bung dao. Mà bao dung á là lành, là thiện. Còn bung dao là đen, là ác, là bất thiện. À, bao dung á, cái sao mình đẹp giống như tiên giáng trần vậy. Còn bung dao á, cái sao mình giống như mặt giống như quỷ sứ vậy. Cười mà không vô tay là sao? Đúng không? Đó, hai câu rồi ha, mới có hai câu rồi, hết giờ rồi. Giảng từ 2 giờ đến 3 giờ đó, bây giờ 3 giờ đó. Mới có hai câu à. Nó tới hầm mấy câu lận. Giờ muốn nghe nữa mà hay là hồi hướng. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Câu đầu là muốn ám chỉ là cái người đi á, đi tìm cái điều không cần tìm. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi tìm cái dục vọng, đi tìm cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Cho nên câu thứ hai á là cái quả của nó là đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, đúng không? Tăng a giá cha ti so cô, tăng a giá cha ti phá văn, tăng a giá bi ma mút tát sát nát ti so cô của tô phá văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Như vậy câu đầu là người ta muốn nói cái tham ái, và câu sau là người ta nói cái đau khổ. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, đúng không? Mỏi mệt là cái đau khổ rồi. Vậy phải coi lại mình đi, đi có đúng chỗ hay không, có đi về cái quả tâm mình, tâm hồn mình hay không, có đi để mà tìm các thiện nghiệp hay không, đúng không? Chẳng hạn như một cái người đi đánh ghen, cái câu này y chang. Bao nhiêu năm rồi còn mãi đánh ghen, đánh ghen làm chi cho đời mỏi mệt, đúng không? Ý nghĩa nó vậy đó. Bỏ dòng này nó không ủng hộ mình nữa, thầy pháp nào âm binh đó, mà âm binh này nó không ủng hộ mình nữa, mình hiểu nó làm chi? Nó không phải âm binh của mình nữa rồi. Đọc cho thầy đi. Thầy pháp nào âm binh đó. Bây giờ quý vị chịu nói về nhà xoay căng coi mà, ông chồng của mình, người vợ của mình có còn là âm binh của mình hay không? Mình là thầy pháp, mình nói nó không nghe, đúng không? Nhưng mà coi nó hết linh rồi. Trước đây mình nói gì cũng nó cũng nghe đó. Lúc nó mới yêu mình nói gì nó cũng nghe đó. Nhưng giờ nó yêu người khác rồi thì mình nói đâu có nghe. Để giữ âm binh này làm chi? Chuyển qua cho thầy pháp khác đi. Cái vậy đó, hay vậy đó. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Hay vậy đó. Những người trong lớp học, trong lớp này đa số cũng trên 30, 40 hết rồi, đúng không? Có trải nghiệm cuộc sống rồi. Và những điều thầy nói là quý vị có hiểu rồi, đúng không? Dựa vào cái bài hát Một Cõi Đi Về, thầy giải thích về cái cuộc sống này theo quan điểm của Phật giáo. Đó là chủ đề chúng ta hôm nay. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Cái gì hiểu sao? Vì dùng trí tuệ gì đi chứ. Trí tuệ có ba loại là trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là trí do mình nghe, văn là nghe, trong tiếng Hán á, tiếng Hoa á, thì chữ văn tức là nghe.
Trí văn là trí do nghe, quý vị nghe thầy giảng thì quý vị hiểu, quý vị nghe là có trí tuệ. Rồi trí tư là trí do suy nghĩ theo, suy nghĩ thêm. Rồi trí tu là mình trí do trí tuệ do tu tập, do mình tu tập mình có trí tuệ. Ngồi thiền là có trí tuệ, suy nghĩ về Phật pháp là có trí tuệ, và nghe pháp là có trí tuệ. Thầy cũng báo tin mừng cho quý vị trong bài kinh Thập Thượng, bài kinh số 34 trong trường bộ kinh kinh điển Bali. Thì trong kinh dạy rằng nghe Đức Phật thuyết pháp và các đệ tử của Đức Phật thuyết pháp là giải thoát xứ thứ nhất, giải thoát thứ nhất. Nói lại cho người khác nghe là giải thoát thứ hai. Tụng đọc những điều đáng nghe là giải thoát thứ ba. Nhưng tại sao quý vị đọc theo này vậy? Suy gẫm về những điều đáng nghe là giải thoát thứ tư. Và thực hành những điều đã nghe là giải thoát thứ năm. Năm loại giải thoát. Quý vị đang ngồi đây là giải thoát rồi đó, đúng không? Chắc chắn, chắc chắn là quý vị đang ngồi đây là giải thoát rồi trong lúc này. Còn bước ra khỏi chùa thầy không bảo đảm vậy thôi, chứ mình phải tìm con đường giải thoát của mình chứ, đúng không? Gần bậc thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, chớ sớm chài tanh cá làng nhăn thơm trầm, đúng không? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm. Ai mà đi với chồng mà mặc áo tràng coi sao được, không được. Mà đi với thầy mặc áo đầm thì ông ta nghi, ta nghi chắc cái cô này với ông thầy này có vấn đề. Để quý vị nhớ, đi với thầy mặc áo dài, áo tràng rồi vô. Còn đi với thầy mặc áo đầm mà chạy tới, thầy cho con chụp hình, chụp hình xong đưa lên Facebook, trời ơi, tin nhắn dội tới với ông thầy đó. Đó, quý vị nhớ. Cho nên quý vị đang ngồi đây là giải thoát rồi đó. Xin chúc mừng quý vị đó, giải thoát rồi đó. Mà giờ nó hơi nóng chút xíu, nhưng không sao. Nóng chút xíu mà không sao, tập cho nó quen, để sau này xuống dưới nóng cũng bình thường. Thấy không? Đấy nó không lạ. Còn gì mà tập không quen đó nha, xuống dưới nóng chịu không nổi. Còn mình tập nóng quen rồi, cái xuống dưới à, cái này cũng quen quen. Tại cũng nóng vậy đó. Quý vị, vừa rồi chúng tôi đi ra Thanh Hóa, cái chùa trên núi, chúng tôi lập cái chùa trên núi do chính quyền ở đó với giáo hội đó mời chúng tôi ra làm một cái chùa ở trên núi á, ở giáp biên giới Lào á, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Nóng 42-43 độ, gió Lào nó qua nóng dữ lắm. Còn riêng ở sân bay Thanh Hóa mà chỉ khi xuống là 36-37 độ. Mình ở đây còn 31-32 à, đúng không? Còn hạnh phúc đó. Chứ nếu quý vị sống mà sanh ra trong cái huyện Mường Lát đó là 42-43 độ đó. Nhưng mà không sao, mình thấy nè, nóng về cũng không sao đó. Ở gần mà đường Xích Đạo thì nóng dữ lắm. Mình nó cũng không gần lắm, không xa lắm. Xin thưa quý vị là mình dừng lại. Dừng lại cái, dừng cái gì? Dừng cái tham sân si. Phải dừng lại. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Tức là bảo mình dừng lại, dừng cái tham sân si lại. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, tức là ngày đêm, ngày đêm. Cứ hết ngày đến đêm, hết đêm đến ngày, hết ngày đến đêm, rồi hết cuộc đời. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Trong 100 năm là sống, đúng không? Mà mình cứ chạy theo cuộc đời, chạy theo cuộc đời vô thường khổ não vô ngã này, chạy theo cái sự thay đổi này, chạy theo cái sự phản bội này, rồi cuối cùng 100 năm là mình phải ra đi. Nếu gì nào sống được 100 năm rồi cũng phải ra đi, đúng không? Mà không chỉ 100 năm, 60 năm là ra đi rồi. Bởi vì là 60 năm là cái chết người ta gọi là hưởng thọ rồi. Thầy năm nay là 62 rồi, thầy yên tâm mà. Yên tâm là khi chết ta gọi là hưởng thọ. Còn 59, 58 mà chết là hưởng dương, đúng không?
mà 62 tuổi thì gọi là U70. Vì nào mà 50 tuổi, 51 tuổi là U60. U là under, mà under là dưới. Dưới 70 là 61, 62. Có nhiều người năm nay là 62 tuổi rồi mà cứ tưởng tượng mình là 26. Chết, chết sợ. Đúng không? Mà cứ đi theo cuộc đời, đi chạy theo cuộc đời bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Có nhiều ông ở xa, ở nước khác về 70 mấy tuổi rồi mà con đi về đi tìm. Cái bài pháp mà chúng tôi giảng là việc cạo cảm hứng một ông Việt Kiều. Ông về đây ông đi tìm cái thú vui trong cuộc sống này mà trên 70 tuổi rồi, 75 tuổi rồi. Tương đối là cái bác này vẫn còn khỏe à. Anthony vào thế cũng còn được lắm, có lý lắm. Đi tìm. Từ cái suy nghĩ đó mà chúng tôi mới thấy cái hai câu đầu này của bài hát này rất hay. Cho nên thầy mới soạn cái bài này ra thỉnh giảng. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, tức là ban ngày và ban đêm, rọi suốt 100 năm một quả đi về. 100 năm cũng giống như một cái người mà họ rớt xuống cái hố, họ bám được cái dây à. Trên miệng dây á thì có hai con chuột, chuột ngày và chuột đêm, chuột đen và chuột trắng. Nó cứ gặm cái dây gần đứt rồi. Rồi ở trên cao, trên cái cành cây á, rớt xuống một cái giếng à. Trong câu chuyện kể lại rất hay, chuyện Ngụ Ngôn trong Phật giáo, thì có một người đi rớt xuống một cái giếng, và trên cái miệng giếng nó có cái sợi dây, nó thòng xuống, và cái người này bám vào cái sợi dây đó. Rồi á, ở trên miệng giếng có hai con chuột đen và chuột trắng, nó gặm cái dây đó, và nó cứ ngày tháng này qua tháng kia nó gặm dây. Rồi trên cao, trên ngàn cây nó có cái gọi là cái tổ ong, những giọt mật rớt xuống. Cái người này đang đu leo lên thì hả miệng ra thì những giọt mật nó rớt xuống, cái quên luôn, đắm chìm theo những giọt mật và không biết rằng cái sợi dây này nó chuẩn bị đứt vì có hai con chuột đang cắn. Đó. Thì tinh miệng giếng có một người bảo leo nhanh lên đi, nhưng mà cái người này đang nếm hương vị của mật ngọt mà đâu chịu lên. Rồi cuối cùng rồi là đứt dây chết. Chúng ta cũng vậy, con chuột đen chuột trắng tức là ngày và đêm nó gặm nắm cái sợi dây sinh mạng này, cái mạng sống này, từng ngày từng ấy, một ngày bước tới, một ngày đi qua là sợi dây nó mòn một chút. Mà mình nãy nó có 60 tuổi là chết rồi đó, mà 59 tuổi rồi sợi dây gần đứt rồi, nhưng mình cũng mãi ra đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, rồi cuối cùng rồi rớt xuống. Ở dưới miệng giếng là một ổ rắn à, chứ mới đơn giản đâu, đừng tưởng nó xuống giếng là an toàn. Ở dưới miệng giếng này là giếng hoang, nó có một ổ rắn ở dưới à, tức là sự đau khổ trong cuộc đời này. Cho quý vị nhớ trong câu chuyện, quý vị quên hết cái bài pháp này đi, chỉ nhớ câu chuyện này thôi là tự tỉnh ra, tỉnh ngủ à, đúng không? À. Cái người mà bảo leo nhanh lên đi là Đức Phật bảo mình hãy tu đi, tu mau kẻo trễ hoa nở rồi tàn, bèo hợp rồi tan, người gần rồi ly biệt, tu mau kẻo trễ không trễ chuyến đò. Nhưng mà nó mới nghe, mình cứ chạy theo cái tâm cuồng vọng của mình thôi, mình không có dừng lại. Và ở đây hôm nay quý vị dừng lại, mặc dầu dừng rất ít, lâu lâu mới dừng một lần. Nhóm câu lạc bộ này thì chúng tôi biết lâu rồi, nhưng mình thấy như là cũng không có thường xuyên lắm, lâu lâu vậy đó mới làm một lần, đúng ra là phải một tháng một lần để dừng lại 329 ngày á, là mình đi lanh quanh trong cuộc đời này, chỉ một ngày mình đi cho mình thôi, mình đến mình ở lại dừng lại cho mình thôi, còn 29 ngày kia là mình làm cho người khác, mình phải làm để nuôi đứa con bất hiếu của mình, mình làm để mình nuôi cái người vợ không chung thủy của mình,
Mình làm để mình cung phụng cái ông chồng phản bội của mình. Mình làm để mình giúp đỡ các người anh em không thương mình. Thương mình tu tập lập hôn, thương mình phiền não tự chôn lấy mình. Mình làm trong cái phiền não. Và nếu mình không nuôi ai hết á, thì tiền đó mình dành dụm đó, mình dành dụm đó, cuối cùng người khác xài. Có một lần thầy lên Facebook, thầy đọc một câu này thầy cũng ngộ luôn. 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Quá hay. 70% tài sản mình làm ra tưởng là mình xài, hay là con mình xài, không phải, người khác xài. Vì mình làm quá nhiều nên mình mệt, mình chết sớm. Ông chồng của mình hoặc người vợ của mình phải cưới một người khác, thì người khác nó xài chứ sao, chứ ai xài? Rồi không những người đó xài mà con riêng của người đó xài nữa, chứ chưa chắc là con ruột của mình nó xài. Đây là thực tế nó diễn ra trong cuộc sống này. Nhưng nếu như mình tạo được nhiều thiện nghiệp bằng cách ngồi thiền, bằng cách tụng kinh, bằng cái sự nghe pháp, thì cái đó cần vô cùng quan trọng. Vì những cái đó là những viên ngọc quý mà mình có thể mang đi trong đời vị lai. Vì đó là những cái thiện nghiệp, nghiệp lành, nghiệp thiện mà có thể giúp mình trong kiếp này và kiếp sau. Sáng nay chúng tôi giảng bài pháp trên gần huyện Định Quán ở Tân Phú, xa hơn Định Quán nữa. Bài pháp gọi là thế nào là phước điền, vì cái chùa đó tên là chùa Phước Điền. Phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật tức là phải tạo cái phước về vật chất để hưởng phước vật chất. Phước đức là phải tu. Phải tu tức là phải có nhân đức, phải có từ bi hỷ xả, phải có giới, phải có định, có tuệ. Đó là phước đức. Rồi phước trí là phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ. Mà trí tuệ thì quý vị phải nghe thì mới có trí tuệ. Quý vị phải suy gẫm mới có trí tuệ. Và quý vị phải tu tập mới có trí tuệ. Gọi là phước đức, phước vật, phước đức, phước trí. Phước trí thì có trí văn, trí từ, trí tùng. Thế nghe. Thế hối hả lên đi, không có trễ tiếng đò. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Đúng không? Quý vị cứ tưởng tượng đi. Và chúng tôi bảo đảm rằng 50 năm nữa tất cả những người ngồi đây đều chết hết, chứ không ai sống hết. Chắc chắn vậy đó. Và chúng tôi là người chết trước, không tới 50 năm nữa. Đúng không? Và thử hỏi coi 100 người đang ngồi đây sau khi chết sẽ đi về đâu? Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường, hay là quỷ sứ, hay là giả xóa? Phải không? Phải suy nghĩ chứ. Mình phải suy nghĩ cái tương lai của mình. Tương lai huy hoàng của mình là cái gì? Là tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường, hay là quỷ ma? Đi suy nghĩ đi. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Mà ở đây có mấy vị trẻ đến đây cũng có mặt ở đây, chúng tôi cũng rất là mừng. Mà trẻ thật sự cũng trẻ gì, cũng trẻ rồi chứ không phải trẻ, trẻ chứ không phải trẻ. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như cung bị gãy hai đầu, trong về dĩ vãng khổ sầu thở than. Tức là khi mình chết đi, mình nhớ lại mình việc lành việc thiện không có gì hết. Thiện nghiệp không có, toàn ác nghiệp không à. Nghiệp đen không có, nghiệp đen nhiều quá mà nghiệp trắng không có. Nghiệp trắng không có, toàn nghiệp đen không à. Nghiệp đen là nghiệp tham sân si, nghiệp phiền não. Đúng không? Nghiệp gọi là nghiệp bung dao, không hỷ xả,
không từ bi, không tha thứ. Như thế giận hờn trách móc, rồi giận hờn vu vơ. Cho nên có bài thơ rất nổi tiếng mà chúng tôi giảng trong cái bài pháp giận hờn vu vơ, đọc cho quý vị nghe. Gọi là đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ thà. Mình sống mà mình toàn trách móc không à, trách móc giận hờn thôi, thì nghiệp đen hay nghiệp trắng? Nghiệp đen. Mà nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Nhưng mà đa phần là mình nghiệp đen không. Sau bài pháp này quý vị về cứ cười hoài cho tôi, cho thầy. Đi đâu cũng cười, ở đâu cũng cười. Chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng mình cười ha 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 rồi. Cười xong rồi nói một mình em sống phải ru rồi. Nhưng nó thầm thôi, nó lớn quánh chết chạy không kịp đó. Mà đứng trước người vợ của mình cũng nói luôn, một mình anh sống khẽ ru rồi. Đúng. Có lần chúng tôi dẫn một ông đi tu, trời ơi, bà vợ mới chạy vô mới bắt đền chết luôn vậy. Vô nằm dạ thì chùa luôn. Rồi buộc lòng tôi phải kêu ông đó, thôi ông về đi, mang quả tôi rồi, ông về đi, nghiệp ông nặng quá rồi. Ông lại tới mấy ngàn cái lại ở ngoài Thích Ca Ông Đài Vũng Tàu, tượng Phật ở Thích Ca Ông Đài để mình đi tu, mà tu không được. Đúng là giống như thích quá đi, thích quá mà cuối cùng phải trở về. Vậy thế, cho nên những người đang ở không á, đang độc thân á, rồi đang bị ế á, thì thầy xin chúc mừng. Đúng không? Xin chúc mừng những người gọi là không có chồng, không người không có vợ, tại mà một mình ta sống phải ru. Đúng không? Còn nhiều người cứ buồn nó tợ, chị em ai cũng có chồng có con đó, còn mình không có ai đó. Trời ơi, phước báo tới mà còn không có là do có gì, có phước. Muốn tu cũng được, muốn đi chùa cũng được, muốn làm gì cũng được. Muốn nói chuyện với thầy này được, thầy kia được. Có chồng đi rồi nói chuyện với thầy coi chừng khó lắm. Có nhiều Phật tử cũng chạy tới nói chuyện thầy sợ lắm. Ôi đi. Coi chừng tôi bị lây luôn rồi vợ, mệt lắm. Mấy người già già thì không sao, mấy người trẻ mà tới nói chuyện thầy sợ mấy ông chồng cũng ghen. Rồi ông nghĩ ngợi không hay. Đúng không? Đó, cho nên là cái người mà không có gì hết đó, nó khỏe. Một mình ta sống khỏe ru. Bây giờ quên hết bài pháp này không nhớ vậy đó. Nhớ một câu, một mình ta sống khỏe ru. Đúng không? Đó. Chứ có nhiều người buồn, nó trời ơi, sống có một mình buồn quá. Đức Phật thì sống một mình trong, có khi cũng có một lần này phải ở trong rừng với khỉ với voi. Thì trong chùa có hai nhóm sư thầy mà gây lộn với nhau, cãi lộn với nhau rồi Đức Phật khuyên không được. Đức Phật vô rừng ở thôi, ở mình thôi, ở chung với mấy cái đám người nên nó mệt quá, cứ cãi qua cãi lại không à, hơn thua. Ngài không chịu, ngài vô trong rừng ngài ở. Đó là bốn câu đầu tiên. Thầy nói thêm 15 phút nữa quý vị được nghỉ, còn không nói tới 8 giờ tối đi. Mà vỗ tay có thiệt không hả chứ? Thầy giảng tới mai cũng được đó. Khi pháp mà nó lên rồi, nó lên rồi là giảng tới mai cũng được đó. Giống như mấy người lên đồng vậy đó, lên đồng á. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về trốn xa. Quý vị hiểu sao? Đó. Cảm thụ văn học. Lúc mà thầy học cái chương trình Việt văn của trường đại học tổng hợp thành phố Sài Gòn đó, ta nói về một tác phẩm vậy thôi. Bây giờ các anh chị cảm thụ văn học, cảm thụ làm sao? Đúng không? Tức là thưởng thức một tác phẩm văn học, mà đây là một tác phẩm văn học mà có màu sắc Phật giáo. Đúng không?
lời nào của cây lời nào có lạ, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua trong cuộc đời này nó bao la lắm, đủ thứ đủ loại. Bây giờ thấy cái bàn này của thầy hai bình bông, nó một bình đâu hai bông, cái nào cũng đẹp hết. Ở dưới này nó là ba bông, rồi bốn bông, năm bông, sáu bông, rồi thêm mấy cái bông giả nữa, đúng không? Trên cái cuộc sống này là nó có cái lạ, có nhiều cái cây trái, nó có nhiều màu sắc và nó cuốn hút chúng ta, đúng không? Đứng trước cái đẹp ai không thích, đứng trước tiền tài danh vọng ai không thích. Người ta bỏ trước mặt thầy mấy trăm triệu sao thầy không thích được? Thầy là phàm tăng mà phàm tăng nặng nữa, sao thầy không thích được? Nhưng mà nếu không có thầy lấy gì thích? Cho nên nhiều khi không có là cái hay, mà nó có là cái dở. Chứ mà dở đâu. Xin chúc mừng những người không có gì hết, đúng không? Đặc biệt là chúc mừng những người không có chồng, những người không có vợ, những người không có con, những người không có tài sản, đúng không? Cho nên là có nhiều khi trong cái rủi nó có cái may. Nếu người ta đặt trước mặt thầy 1 tỷ đồng, tâm thầy sao? Bây giờ suy nghĩ đi. Mà thậm chí bây giờ ta đưa 1 tỷ đồng ta qua ta dâng cho ông thầy trụ trì đây, thầy ứa gan dữ lắm mà, thầy khó chịu liền, đúng không? Thầy không có gì hết, thầy hai ông thầy này dễ chịu nha. Không có nhiều khi rắc rối, chứ không phải đơn giản đâu. Cái triết lý Phật giáo nó hay chỗ đó đó, có cũng là hạnh phúc, mà không có thì hạnh phúc hơn. Cho quý vị đừng có tự ti mặc cảm, đừng có buồn, đừng có tủi, tôi không có chồng, đừng có tủi tôi không có tiền. Vì nào không có chồng không có tiền lên chùa thì ở thì nhận liền, còn có chồng thì không dám nhận, đúng không? Nhận rồi ông lên quýnh ghen thì chết à, khổ lắm. Mà thầy bị rồi, có cái chị đó, chắc chị chắc chồng chị cũng đánh chị nhiều lắm, xong chị này cũng xin chị lên chùa quê chị ở Túc An Giang. Bữa đó có một ông tới lùng lùng vô, ông hỏi tên này à. Mà may bữa đó chị về nhà rồi, chị nói con về nhà mấy ngày con lên lại. Cái thầy điện thoại ở luôn thì đừng lên nữa con ơi. Thầy thấy có ông bận trợn lắm mà xăm mình hết vô để kiếm. Thầy hỏi chú là ai? Nói con là chồng của cái cô đó à. Mà lúc mình hỏi cổ thì cổ nói con với chồng chia tay rồi. Nó khổ gì đó, mình tưởng thiệt à, té ra là cổ muốn chạy trốn ông chồng, trời đánh của cô. Vì thấy không, khổ gì đó. Cho nên mình khi mình có cái ràng buộc rồi đó, mình muốn giải thoát liền không được đâu, phải tự tháo gỡ ra trước thì mới được. Còn không thầy đâu có dám nhận. Thầy kêu thôi đi về đi, tự giải quyết xong rồi mới lên thì thầy cho vô chùa làm công quả vậy đó. Và chùa thầy nó rộng dữ lắm, cái gì đến biết rồi, tới 30 hectare lắm, có nhiều khu vực dành cho cư sĩ Phật tử ở, dành cho tăng ở, dành cho ni ở, dành cho khách vãng lai ở. 30 hectare mà 300.000 m2 nữa. Chùa thầy gấp mấy lần cái chùa này đó, mấy chục lần rồi. Lời nào của cây lời nào có lạ, một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua một chiều ngồi say, mấy một chiều mà nhiều chiều ngồi say tới cuộc đời này. Anh mô tả cái cuộc sống này, mình cứ say xưa thì cuộc sống này thôi. Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ, cứ hết xuân hạ thu đông, đi qua mà cứ vòng vòng theo cái chuyện say đắm theo cuộc đời này. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa rồi chết. Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa, tức là đi xa, đúng không? Chừng nào quý vị đi xa ta đợi thầy coi. Chừng nào quý vị tính, chừng nào quý vị đi xa, chừng nào lên đường đi xa, sắp rồi và cũng đi rồi chứ mới chưa đi, đúng không?
cái răng của mình đây, răng thiệt nó đi rồi còn cái răng giả. Cái da của mình hồi trước nó đẹp lắm chứ, cái da đẹp nó đi rồi còn da không đẹp, da sần sùi nó còn ở lại. Cái tóc mình nó bạc rồi, cái tóc đen nó đi rồi, tóc bạc nó còn ở lại, đúng không? Cái tình cảm của mình nó đi xa rồi, cái tình cảm của mình với người chồng mình, người vợ mình hay bạn bè mình nó cũng đi xa rồi, chết rồi, đúng không? Đi xa thế là chết đó. Mà cái gì chết chưa? Già chưa? Già chưa? Trả lời nhanh lên, già chưa? Thấy quý vị còn trẻ sao nó già rồi vậy? Buồn dữ vậy. Nếu quý vị không tin quý vị già rồi, về lấy tấm hình lúc 18 tuổi hoặc lúc 8 tuổi với so với cái hình bây giờ đó, thì cái hình bây giờ già chưa? Già rồi. Chết chưa? Chết rồi. Đọc cho thầy câu này đi. Chết đến rồi. Chết đến rồi. Sao không dám đọc? Đọc câu này nó dễ hơn. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Chết đến rồi. Chết đến rồi. Chết đến rồi. Chết đến trong muôn cuộc đời. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Sao không cười, không đọc theo à? Vỗ tay đỡ buồn ngủ đi. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đâm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm. Ngày chết đến khu phố đông vui, người thăm đi viếng ai ơi. Người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhăn sắc nhăn nheo. Dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong năm mồ. Hay ha. Đó, tỉnh liền, tỉnh ngủ liền, tỉnh thức liền, đúng không? Mỗi ngày quý vị nhớ cho thầy, sáng thức dậy đọc chết đến rồi. Trưa trước khi ngủ trưa đọc chết đến rồi. Tối trước khi ngủ đọc chết đến rồi. Bảo đảm quý vị sống lâu không chết. Mình thấy mình sắp chết rồi mình đâu có lo nữa, cho nên mình sống khỏe, sống từ bi, sống hỷ xả, sống tha thứ. Ai sống từ bi xả tha thứ thì người đó sẽ sống lâu. Ai sống đầy nghiến khó chịu, bực bội, phiền não, người đó chết sớm. Vậy thôi, thấy cái chết để mình tha thứ, để mình bao dung. Thấy cái sống mình sẽ bung vào, nhưng mà thấy cái chết mình bao dung này, chắc chắn vậy đó. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Thấy thầy ca hay không? Giống như tụng kinh cầu siêu á. Tụng kinh cầu siêu đó. Mây che trên đầu và nắng trên vai. Mây che trên đầu và nắng trên vai. Cuộc đời này nè, bao nhiêu đau khổ nó dồn đến đầu mình và dồn đến vai của mình. Đôi chân ta đi xong còn ở lại. Đôi chân ta đi tức là những cái thiện, những cái nghiệp mình làm rồi. Những cái nghiệp mình làm rồi thì nó còn ở lại đây. Những cái hành động nó đi qua, những cái nghiệp thì nó còn tồn tại. Đôi chân ta đi xong còn ở lại, tức là cái hình ảnh là mình đi qua một dòng sông thì mình đi rồi, nhưng mà sông còn ở lại. Nhưng khi mình làm cái hành động gì bằng thân khẩu ý thì cái nghiệp nó còn ở lại. Ý nghĩa gì đó? Lời nói không là dao, sao các lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cay. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Cái lời nói
không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mình nói những lời nói mà làm cho đau khổ, đó là cái khẩu nghiệp bất thiện hay là ác khẩu. Và cái nghiệp đó nó ở lại, nó theo mình, nó theo mình từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên phải cẩn thận, lành thay thân nghiệp được thanh tịnh, lành thay khẩu nghiệp thanh tịnh, lành thay ý nghiệp thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh thì phải gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn thì dài. Cho nên ông thầy bá này không phải tổ chức thường xuyên, hết chùa này qua chùa khác, nghe không thầy? Đó, để chi? Để mà chúng ta có điều kiện để làm cho thân khẩu ý thanh tịnh, để là có điều kiện chúng ta có ba cái phước báo là phước vật, phước đức và phước trí. Hôm nay vì đến cái chùa này chùa tam phước lận, có ba phước rồi, đúng không? Bây giờ có phước rồi, đi chùa tam phước lận là phước vật, phước đức và phước trí. Xin chúc mừng quý vị. Còn nếu quý vị đi chùa Phước Sơn thì phước nhiều hơn nữa. Tại sao? Tại phước như núi. Phước Sơn là phước như núi, đúng không? Sơn là núi mà giống như núi Hoàng Liên Sơn vậy đó. Trường Sơn bao la, núi gọi là Everest này của, hoặc là núi gì của bên Nhật Bản này kia đó, núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn này kia Ấn Độ. Phước Sơn là phước như núi, còn tam phước là ba phước luôn. Ở đây là gọi là 3-in-1. 3-in-1 là 3-in-1 đó. 3-in-1 là phước, phước vật là gì? Bố thí cúng dường. 15 ông sư đi chùa này về khoe, trời ơi từ tâm phước này giàu dữ sợ, đi bác mỗi ông được trên 3 triệu luôn. Về ông khoe mấy ông sư ở chùa tiếc cũng chết, tại chọn có 15 ông mà. Mà ông nào hơn thì được chọn, ông nào có duyên thì chọn, tại cử mà ông khác chọn giùm. À, mấy ông đi qua đây về đồ, trời ơi chắc kỳ tới này là ta đi tràn mấy ông sư qua đây hết quá. Đó vậy đó, ở chùa ở Phước Sơn sáng này có để bác, nhưng mỗi người chỉ mấy trăm ngàn à, mà đi tới 3 triệu lắm. Trời ơi, mai mốt mà đây mà tổ chức lễ là ta đi đông dữ à, mà tới chùa toàn là đi đông, mà ta đến dự lễ mà toàn mấy ông sư không, mà Phật tử không thấy ai. Đó, cho nên xem việc đây tam phước mà gọi là ba cái phước báo luôn. Phước vật nè là sáng nay bây giờ bố thí rồi, phước đức là việc có tu, đúng không? Bây giờ ngồi đây là tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh là phước đức rồi. Bây giờ bao dung hay buông giáo là phước đức rồi đó, đúng không? Còn nếu mà bao dung là có phước đức mà buông giáo là thất đức thì thôi, hay buông giáo là thất đức liền, nên kiềm chế lại. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói? Lời nói không là khói, sao mắc tới cái cây? Cái lời nói của mình đừng phải là cái lời nói bằng dao hay là bằng khói làm ta chảy nước mắt, hoặc là bằng dao đâm vào tim người ta. Anh là phước đức, phước trí là quý vị nghe pháp là có trí rồi đó. Và chiều hôm nay quý vị vỡ ra nhiều chuyện đúng không? Hiểu được nhiều việc đúng không? Cũng hiểu thêm một số cái chân lý khác nữa mà trước đây nhiều khi mình chưa hiểu tới. Mà gặp ông sư thầy này ông nói là mình thấy hiểu thêm, đúng không? Trước đây mình gặp cái người phản bội mình không bỏ nổi, bây giờ mình về dứt khoát là phải tiễn dòng liền. Là có trí tuệ rồi. Giữ một cái người mà người đó không còn thương mình nữa, giữ làm chi? Một khùng hả, đúng không? Mà nhờ bài pháp, một bài pháp sư giảng một lần cứu được cái chị kia ở cái Cần Thơ. Chị đó khoảng 50 tuổi, gì biết không? Chị bị chồng chị bỏ đi theo người khác, chị đâm đầu xe, đâm đầu uống thuốc từ từ, gia đình cứu lại được. Lần sau chị tính trong vòng tuần lễ sau chị đâm đầu xe tải chị chết. Nhưng mà trước khi chị đâm đầu xe tải chết thì chị nghe bài pháp của thầy, cái chị tỉnh luôn, nó không thèm chết nữa. Bây giờ không theo, bỏ ông chồng luôn, không theo chồng nó theo thầy thôi. Khổ vậy đó. Cái thầy hỏi sao vậy? Chị nói là con nghe thầy giảng như thế này, người ta bây giờ mình với họ hết duyên rồi thôi, ép vào ép mở cho ai nữa, ép chồng hết duyên rồi thôi bỏ đi. Mà họ cũng có duyên với mình một thời gian đó chứ mấy không, rồi cái thời gian này trở đi á là họ có duyên với người khác, hay là họ phải trả nợ cho người khác,
họ mắc nợ một người khác, họ phải về với người đó này để họ trả nợ. Họ ở với mình á thì họ chửi mình làm thinh mình nhịn, nhưng mà họ qua cái người khác á, người ta chửi họ làm thinh. Tại vì cái duyên nợ của người ta, cái nợ bây giờ phải trả. Rồi bây giờ người ta thương nhau, người ta dẫn đi Singapore, đi Thái Lan, người ta du lịch, người ta du hành, người ta chơi này kia. Mình ở nhà mình buồn, mình khổ là sao? Một khùng sao khổ? Chị nghe câu đó chị nói, mình khùng thiệt. Người ta dẫn nhau, người ta đi Singapore, người ta mặc đồ đầm, mặc đồ vest, ta đi chơi, mình ở đây mình khùng. Mình khổ là sao? Một khùng nữa. Từ đó chị buồn luôn, chị buông ngay. Trong tâm chị không còn nữa. Thì sao sống rồi? Còn nếu còn thì vẫn còn tồn tại trong nhà, vẫn còn. Nhưng mà cái tâm nó hết rồi. Và tạo điều kiện cho người ta làm đơn ly dị để người ta đến với người kia một cách chính thức chứ. Chứ không lén lút mà cả hai cùng khổ. Rồi khi mình đã ly dị rồi thì mình mới làm giấy kết hôn với người khác được chứ. Đúng không? Thì vậy đó, hên vậy đó. Cho nên là cả hai cùng có lợi. Cả hai cùng có lợi. Nhưng mà cái chị này chị nói giờ con mà không thèm nữa, giờ con đi chùa con tụng kinh, tối nào con cũng ôm thầy con ngủ đó. Hỏi sao ôm thầy ngủ? Tối nào con có iPad á, con mở thầy nghe pháp của thầy á. Rồi con để trên giường đó con nhìn thầy rồi con ôm cái iPad con ngủ luôn. Con ôm cái iPad con ngủ mà cô dám nó ôm thầy ngủ. À, khổ vậy đó. Mà chị nói chị mê dữ lắm, giờ chị nghe thuyết pháp dữ lắm. Nghe tụng kinh thuyết pháp chùa nào có công quả làm phước thì chị đi. Ai đến chùa rồi làm công quả mặc áo dài tiếp khách này kia, chị làm hết. Rồi chùa nào có tổ chức khóa tu này kia, rồi thuyết pháp là chị tới, chị nghe. Chị hạnh phúc dữ lắm. Mà gặp chị á, chị chạy cho chị gặp mình giống như quen đâu đó mà có 10 năm nữa, 20 năm rồi. Nhưng mà thầy chưa từng gặp. Gặp lần đầu tiên mà chị gặp mình chị vui chị cười. Mà mình tưởng là chị quen lâu rồi, hỏi chùa cô là ai mà sao thấy vui như vậy. Đó vậy đó. Cho nên quý vị phải nghe pháp, phải có trí tuệ. Có một lần thì ra ngoài Phan Thiết có một cái resort mini. Cũng có chị đó đi liên lạc một công việc khác, rồi vô ghé đó. Chị gặp mình chị chạy ra chị mừng, chị vui vậy lắm. Chị nói ồ trời cô ở đâu mà sao thầy thấy lạ mà sao thầy vui vậy. Nó tối nào con gặp thầy đó. Hỏi sao gặp nó, con lên mạng con nghe thầy thuyết pháp. Mà chỉ nói một câu nữa mà thầy phải cố gắng thầy về thầy soạn cái bài pháp hay thêm nữa để mà tặng cho mọi người. Pháp của thầy cứu được nhiều người lắm với thầy. Cô đó hay đó. Ông vỗ tay. Nghe pháp của thầy là nhiều người nói rồi. Nhưng mà chị này chị đánh giá kết luận pháp của thầy cứu được nhiều người lắm thầy. Thầy nói tưng tửng vậy thôi nhưng mà cứu nhiều người lắm. chứ không phải thầy nói vừa thầy nói chơi đâu, không phải đâu, cứu được nhiều người lắm à. Mà pháp của thầy giảng ra là cứu những người đang bị bệnh, còn vợ chồng đang hạnh phúc nhau thì đừng có ly dị. Thầy không có xúi cái chuyện đó. Còn nếu mà vợ chồng mà không còn hạnh phúc nữa thì thôi giải thoát cho nhau là vừa, ý gì đó. Cho nên cứu được nhiều người là vậy đó. Tức là cái thuốc của thầy là để trị cho bệnh nhân. Chứ cần người không có bệnh vô bệnh viện chứ, một khùng vô bệnh viện tốn tiền mệt, đúng không? Mà đa số ai cũng bệnh nữa rồi. Thầy có làm một cái điều tra xã hội học á, thầy thấy người nào cũng bệnh. Bệnh thì bệnh về tâm chứ không phải bệnh về thân. Bệnh về thân thì có thể đi bác sĩ trị được, nhưng bệnh về tâm là phải nhờ thuốc của Đức Phật mới trị được đó. Mà đặc biệt người nào cũng bị bệnh về tâm đó. Cho nên mình có câu nói hay là gì? Bệnh nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có bệnh rịnh không tha người nào. Đúng không? Cái bệnh rịnh của mình nó không tha ai á. Không có người nào mà thoát khỏi cái bệnh rịnh đó. Mà pháp của Đức Phật á là trị cái bệnh rịnh. Còn cái thuốc của bác sĩ á, bình thường á, là trị cái bệnh bình thường. Nhưng mà pháp của Đức Phật á là trị cái bệnh rịnh, hay chỗ đó. Đó. Mà nếu mà không trị được cái bệnh này á là đọa liền, bị đọa liền. Con trăng nọ tiền duyên sư cả, đêm ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn.
vậy đấy, bệnh định chút xíu tiền của Phật tử thôi đó mà chết làm rắn vậy đó. Chết đâu, bệnh định chút xíu thôi, ông siêu trụ trì lên hàng trụ trì là cũng thật thứ thiệt rồi đó. Nhưng mà cái bệnh định này nó không, nó chưa dứt được. Tại lúc bây giờ ông phải gì, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Ông chịu Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô vàng, Nam Mô bạc, chết sanh làm con rắn dữ liền. Ông bá hộ siêu phá, ông bá hộ Tô Đi Giá Bút Tá, Tô Đi Giá siêu phá Tô Đi Giá Bút Tá, khi chết đó ông sanh làm con chó trong nhà, để ông giữ mấy cặp vàng ở cái gầm giường. Con chó nó lúc nào nó cũng nằm ở dưới gầm giường, cái giường của ổng nằm hồi xưa. Một hôm Đức Phật đi bát ngang, nó chạy ra nó sủa. Đức Phật bảo rằng vô về do an ổn tâm tư tu hành đi, để giải thoát thì đừng có bình định nữa. Cho nó nghe, nó hiểu, nó nhớ tiền kiếp liền. Tiền kiếp mình là chủ căn nhà này, là bá hộ, là đại gia căn nhà này, nhưng mà chết vì tiếc mấy cái khạp vàng chôn mới gầm giường, chưa báo cho ai, chưa báo cho con, mà cho mấy đứa con, và cũng chưa xử lý cái tiền cái vàng này mà chết đi, sầm con chó trong nhà để giữ. Ngày hôm sau Đức Phật đi bát ngang đó, gần chùa Kỳ Viên mà Đức Phật đi bát, thì ông con á mới chạy ra chặn Đức Phật lại. Ông nói cái gì mà cho con tôi, con chó của tôi nó buồn, chiều hôm qua tôi đi về nó không chạy ra, nó quẩy đuôi nó mừng tôi là sao? Tôi nghe gia nhân trong nhà nói vậy đó. Đức Phật nói này gia chủ, thưa gia chủ, gia chủ vô nhà chỗ nào con chó nằm á, cho người đào lên rồi sẽ biết. Đào lên toàn vàng, khắp 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 khắp. Vậy quý vị nhà quý vị con chó nằm nào đào lên nha. Chỗ nào nó đào lên đi. Thì rồi chứ nghe một cái tin trên mạng là có cái ông đào móng á, ông đào móng để ông làm nhà đó, lắm mít cái vàng đó. Cẩn thận á, để ý chứ đừng có bỏ qua, nhiều khi vàng nằm dưới nhà mình á. Đó. Rồi ông này là đạo Bà La Môn Ấn Độ giáo. Ông thấy Đức Phật nói hay quá, Đức Phật có biết chuyện, Đức Phật mới nói, ông mới tin, mới chạy vô ông họ gặp Đức Phật. Ông hỏi Đức Phật về Phật, về đạo, nó nhất là về cái nghiệp, cho nên mới có bài kinh là tiểu nghiệp phân biệt. Đức Phật mà dạy nghiệp mà người giàu có thì do bố thí, nghèo do không cúng dường, sanh trong ngõ cao quý do kính người đáng kính, sanh trong ngõ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng, làm người có trí tuệ là do gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học cõi, thân cận bất các bậc trí, hiện tại như thế nào là do trong quá khứ đã đi trên con đường dẫn đến tình trạng ấy. Thanh niên Tô Đi Giá xin quy Đức Phật Pháp và Tỳ Kheo Tăng, tức là ông này ông nghe xong là ông nghe bài pháp xong quy Phật theo Phật luôn. Đức Phật thêm một đệ tử đại gia để giúp đỡ cho ngài trên đường hoằng pháp đó. Cho nên bệnh định là nguy hiểm lắm, cho nên phải buông từ từ, tập buông đi, chứ còn nếu giữ lại là chết. Nên đúng là nó không tập rồi cái mốc mình chết, cái mình dính mắt là mình bị đọa liền. Có hai vợ chồng đó, người chồng thương người vợ dữ lắm, rồi cái nó bị trúng gió vậy chết cái thay vì Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, hai chồng này cũng có quy y rồi chứ, nhớ vợ thì không nhớ Phật, chết sẽ làm con sâu trong mũi bà vợ, cái mũi mà càng ngày càng sưng lên. Một hôm cái ông sư phụ ông đi về ông thăm, ông hỏi chồng con đâu rồi, cái người vợ tuổi thần khóc lên, nhảy mũi con sâu như vậy nó nhảy ra, bà vợ chính nó chồng mình đạp nó một cái. Vị sư nó đừng, con đừng có đạp nó là chồng của con đó, vì nó bệnh rịnh con cho nên giờ nó phải bị cái quả đó đó. Rồi có vị sư bình sinh hà tiện, được tín hồ dân niến y sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình, lâm chung nhớ thác xanh đẹp bò, nhớ tiếc thác xanh đẹp bò, tức là bộ y nè, ta dâng cho mình bộ y cà sa, tiếc không mặc, chết xanh là con đẹp luôn. Vì thế nguy hiểm lắm, sư rồi đó, huống chi là phi sư như quý vị, không phải là sư quý vị là còn nặng nữa. Là sư tu hành là cũng có một chút trình độ, có một chút tu tập rồi đó, nhưng mà trong giờ phút là cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp gần lâm chung mà nó nảy lên cái nghiệp đen nào, nó sanh lên nghiệp đen nào thì nghiệp đen nó ưu tiên trả quả trước. Cũng giống như cái chánh điện này, chúng tôi đóng cửa lại và khi hồi hướng xong thì mọi người đi ra, thì người nào ở gần cửa đó thì người ra trước chứ sao, mặc dù người đó bệnh nhưng vẫn ra trước. Cái nghiệp nó nhẹ, mặc dù cái nghiệp nghiệp xấu mà nhẹ,
trong giờ phút lâm chung vẫn là ưu tiên trả quả trước. Cho nên bây giờ phải tu, tu là cỡ phúc tình là giới quan này vậy đó. Cái gì đồng ý là giảng tới 8 giờ đêm nha. Nghe mưa nơi này, xin lỗi, con tin yêu thương vô tình chợt gọi, con tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người là Đức Phật. Trong cái cuồng quay của đau khổ này thì có Đức Phật xuất hiện, đúng không? Cho nên cái may mắn của mình là gì? Trong cái quay cuồng của cuộc sống đau khổ này thì lại thấy trong ta hiện bóng con người. Con người này phía dưới qua là Đức Phật đó. Một con người là Đức Phật, một con người bằng xương bằng thịt. Và Đức Phật là Đức Phật lịch sử, không phải Đức Phật tôn giáo. Ngài có cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia, được sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, bình thường như các chúng sanh. Và do sự nỗ lực của Ngài mà Ngài thành Phật được. Chúng ta cũng vậy, là con của Phật, chúng ta cũng là người bình thường. Chúng ta biết tu, có nỗ lực, có tinh tấn thì chúng ta cũng thành Phật thôi. Chắc chắn, xin chúc mừng quý vị. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Cái lời của bài hát này quá này, nhưng nó chỉ có một ý thôi, theo cái quan điểm của chúng tôi thôi, chứ còn của thầy thôi, chứ còn không phải là hoàn toàn đúng. Nghe mưa nơi này là nhớ mưa xa, cái tâm của mình nó kỳ lắm, nó phóng vật chỗ này, nó phóng vật chỗ kia, nó nhớ người này, nhớ người nọ, nhớ chuyện cũ, nhớ chuyện xưa, nhớ chuyện nay, nhớ chuyện mai, đi tìm quá khứ, vọng đến tương lai, không sống trong hiện tại. Cái tâm của mình nó vậy đó. Cho nên cái người tu tâm là gì? Là chỉnh sửa cái tâm lại cho nó ngay ngắn. Nghe mưa nơi này là nhớ mưa xa, mưa nơi này thì nhớ mưa là nhớ cái mưa này thôi chứ nhớ mưa xa làm chi. Nhưng mà cái người này có cái tâm là đi tìm quá khứ. Ở đây trong kinh không cho sống trong hiện tại. Now and here, bây giờ và ở đây. Sống trong hiện tại. Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Cách trăm năm có nhường, trăm năm chưa từng gặp Phật Pháp, rồi cũng đi trong một cái mờ mịt, trong một cái sự quờ quảng, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà để mà mình đừng có đi nữa. Và hôm nay quý vị đó nghe bài pháp này, tức là bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, tức là mình không đi nữa. Cái quê nhà của mình ở đâu là cái tâm của mình. Còn cái quê nhà hình thức của mình ở đâu, đó là cái chùa Tam Phước này. Cái quê nhà hình thức của mình đâu, cái chùa Phước Sơn kia. Vì ở nơi đó là cửa chùa, cửa từ bi hỷ xã, cái nơi mà bao dung tất cả mọi người, không phải là một ngôi nhà bình thường. Một ngôi chùa mà trải thảm đỏ mời chúng ta đến, đó là quê nhà về mặt hình thức. Còn quê nhà về mặt nội tâm, đó là cái tâm của mình. Hãy trở về với cái tâm của mình. Nếu cái tâm mình là thiện, tốt, lành, đó là tốt đó. Đường chạy vòng quanh một dòng tiều tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày xưa. Từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ đổ xứ khe. Tức là gì? Đường chạy vòng quanh một dòng tiều tụy. Cái dòng luân hồi này nó làm cho mình cuộc đời mình nó tiều tụy đi. Hoặc là cuộc đời này nó bắt mình chạy vòng cuối cùng rồi mình trở thành thân tàn ma dại, đúng không? Nếu mình không ý thức được, không dừng lại và không biết cái gì cần phải làm. Ở đời có ba cái ngu: biết cái không đáng biết, không đáng biết cái đáng biết, và biết không rành. Ở đời có ba cái ngu. Cả đời mình toàn là biết những cái không đáng biết không. Mà cái cần đáng biết mà không biết, như là biết hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, cái cần đáng biết. Cái đáng biết là chừng nào mình sẽ chết đây, cái đó mình cần đáng biết để mình tu. Từng lời tà dương là lời mộ địa. Một cuộc sống đi qua là một ngôi mộ. Một cuộc sống đi qua là một cái mộ địa. Một cái ngôi mộ.
mà mình phải ở đó, đúng không? Rồi mình thấy rằng là mình nó không có giá trị gì. Mình còn sống này thì có những người mình thấy mình cảm giác mình quan trọng. Nhưng quý vị cứ nghĩ đi, mình chết chừng 1 năm, 2 năm, 3 năm, mình quan trọng gì đâu, đúng không? Mồ hoang lắm kẻ nửa chừng sưng. Và trong truyện Kiều có nói là nắm mồ vô chủ ai mà viếng thăm. Nắm mồ vô chủ ai mà viếng thăm là gì? Mình chết đi, mình kêu cái hũ cốt mình để trong chùa cũng không ai đến thăm. Bởi là người ta chôn vào nghĩa địa cũng không ai đến thăm. Người ta đang bôn ba cái chuyện gia đình của người ta, chồng vợ con cái người ta, đâu có rảnh đâu để thăm cái ngôi mộ của mình. Lúc còn sống này á thì mình còn một chút gì đó thôi, trước khi mình chết rồi vô nghĩa. Ý thức được chuyện đó, hối hả làm việc lành, làm việc thiện, để khi mình chết mình làm, mình sanh vào cõi nhàn cảnh, cõi người, cõi trời, vân vân. Trong khi ta về lại, bốn câu cuối cùng, trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao đi về biển rộng, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió quang du thổi buốt sưng thì. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, cái tâm của mình nó phong túng dữ lắm, nó loạn động dữ lắm, nhớ chuyện này nhớ chuyện kia nhớ lại mà không dừng lại. Cái linh hồn của bài hát này là phải dừng lại, bài pháp này là phải dừng lại, không được đi quang du, đi lên non cao đi về biển rộng. Có khi mình nghĩ hết chuyện này, nghĩ qua chuyện khác, nghĩ qua chuyện nọ, nghĩ chuyện xưa, nghĩ chuyện nay, cái điều là không nên. Sống trong hiện tại. Đọc cho thầy câu này: hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái hơi thở. Đơn giản vậy thôi. Quên hết đi, trở về hơi thở, tức là không đi lanh quanh cho đời mọi mệt, không đi quang du chỗ này chỗ kia, mà trở về cái hơi thở. Quý vị lên xe ngồi, chú ý về hơi thở. Đó là gì? Dừng lại. Còn nếu mình đi xe, lên xe bây giờ ngồi, nghĩ đông, nghĩ tay, nghĩ đang bắt là không dừng lại. Bài pháp này là phải dừng lại. Dừng lại để nhìn cái tâm của mình. Đọc một câu nữa bây giờ hiểu thêm. Thế nào là dừng lại? Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó, có nhiều người gây mình phiền não mình đừng nhìn họ, nhìn cái tâm của mình thôi. Đó là dừng lại. Năm 1991 thầy ngồi ăn cơm với một ông sư, ông thầy khác tại chùa Phước Sơn, thiền viện Phước Sơn, Đồ Lấy Giang. Thầy mới nhận 10 chú tiểu, mà mấy chú tiểu này là giống như con của người ta, mà dạy không nổi người ta mới gửi vô chùa. Dạy nổi chắc là giữ lại rồi, mà nó mới vô tánh tình nó bay nhảy dữ lắm. Đưa mà khoảng 9-10 tuổi vậy đó, canh nó muốn chết vậy đó, mà cũng ráng mà ngậm ngùi mà nhận. Tại vì nhận mấy đứa nhỏ nó vô thì cha mẹ nó gửi gạo cơm mà vô, còn không nhận nó thì mình cũng mệt, chứ cũng ngậm ngùi quan nghĩ mà nhận. Thì cái ông sư cũng ngồi cái bên không có nói mấy chú tiểu này quậy phá này kia, không có đạo đức gì hết, mấy chú này mất dạy quá. Mà chúng tôi, mà lúc đó thầy đang ăn cơm, thầy đang niệm chứ, ăn rồi nhai nuốt nè, nhìn nè, quan sát nè, chú ý nè, cho tâm nó an lạc. Trong lúc mình tu mà, mình tu mình ăn rồi phải nhìn cái ăn của mình, rồi mình nhai mình nuốt mình nếm, mình không nhìn cái xung quanh. Thì ông sư này cũng cứ nói nó lưu hoài, nó đồ mấy đứa này mất dạy quá. Cái thầy mới nghĩ bụng, ông này mất dạy dữ người ta. Lúc bây giờ thầy quên cái chuyện mà ăn mà nhai nuốt đi, trách nhiệm trong khi ăn đi. Thầy cứ nhìn cái lời nói của ông, nghe cái lời nói mình nói ông này mất dạy quá. Thì lúc bây giờ mình đang tu mà, mình đang trách nhiệm mà, mình nói người ta mất dạy là mình cũng mất dạy à. Lúc đó thầy mới nghĩ cái tâm này, mình nghĩ tâm mình tâm sân à, tâm sân à, tâm sân à, tâm sân à. Thì khi mình nhìn cái tâm sân của mình, không nhìn cái ông mà gây cho mình phiền não đó, mà nhìn cái tâm sân mình thì mình hết sân liền. Và lúc bây giờ giống như cái bong bóng mà nó xẹp vậy, bị chích một cái kim nó xẹp. Và mình thấy thương cái ông sư này dễ sợ, tội nghiệp,
cơm chịu ăn, ăn sân si mà tội nghiệp quá đó, hay đó. Cho khi mà quý vị sống trong nhà đang ăn cơm với chồng vợ con cái mà những người đó làm phiền mình, đừng có nhìn họ nữa, nhìn cái tâm mình á, thì lúc mới thương ông chồng mình, thương người vợ mình. Còn mình cứ nghe cái tiếng lải nhải của người chồng người vợ mình bực bội dữ lắm, vừa ăn cơm mà vừa ăn cái bực bội nữa, trung thực chết luôn à, đúng không? Trong khi ta về lại nhớ ta đi, thì lên non cao đi về biển rộng, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Câu này hay dữ nữa, mình không có độ lượng, có bao dung, toàn là bung dao mà. Cái tâm mình nó vậy đó. Người tu, tu thì không bao dung được. Như nãy thầy tu thì mới bao dung cho con suy nghĩ được. Còn nếu thầy không tu á, thầy không nhìn được cái tâm sân của thầy á, thầy không bao dung được. Ông đồ mất dạy, ăn cơm với tôi mà ông nói mất dạy, bộ ông chửi tôi đồ mất dạy hả? Hay là ông chửi mấy chú tiểu rồi mất dạy? Mấy chú tiểu đâu có nghe tôi nghe không mà tên tôi mất dạy hả? Đồ mất dạy, đúng không? Nếu thầy không tu thì cái sự phát triển nó sẽ đi vậy đó. Cái tâm lý phát triển nó sẽ đi vậy, mà nó phát triển thực hiện tiêu cực hoàn trái, đúng không? Còn mình dừng lại, dừng lại là gì? Nhìn cái tâm sân của mình là dừng lại. Nếu có người gây cho mình phiền não, thiền sư A Chánh Cha dạy vậy đó, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình, hay lắm. Cho nên là thưa quý vị, nghề tu cũng lắm công phu, chúng ta phải có tay nghề, cũng như người thợ hồ phải có tay nghề mới xây nhà được. Người tu hành xuất gia và cư sĩ như quý vị muốn giải thoát phiền não thì phải có tay nghề, có cái gọi là technique hay là kỹ thuật hay là phương pháp method. Còn nếu không có tay nghề là chết. Đi chùa để tập làm Phật chứ không phải đi chùa để cúng Phật, nhớ đọc lớn câu này đi. Đi chùa để tập làm Phật, không phải đi chùa để cúng Phật. Đức Phật là người giàu có mà vua chúa mà đi tu mà đâu có thiếu cái gì, mà ông lên ngồi chờ cái gì dân nảy chuối, dân ngồi ăn mì. Các sư thầy đây cũng vậy, không phải là cái người đói khổ mà vô đi tu để chờ kiếm ăn. Đi chùa tập làm Phật là chính, cúng Phật là phụ, nhớ. Đừng có nghĩ đi chùa cúng Phật, không cần, đây không cần cái đó. Mà có nhiều khi mình cái gì cúng nhiều quá, có nhiều khi sanh chuyện à, đúng không? Cúng người này cũng người kia phiền não. Bởi vì cúng nhiều quá người khác là thấy người ta khó chịu rồi, đúng không? Tại vì cúng nhiều quá gì nó bật lên, rồi người ta cúng ít quá người ta chìm xuống, đó cũng không có gì, cũng không vui lắm đâu. Nhưng mà cái cúng á là do cái phát tâm của mình, do cái nhu cầu của mình cúng, chứ không phải do yêu cầu của nhà chùa mà quý vị cúng, nhớ nhớ. Và thưa quý vị đi chùa mà chúng tôi phục vụ cho quý vị, tôi mừng đó, vui lắm. Tại mình giúp, mình cho giúp đỡ cho những người này người kia để mà họ có giao duyên với mình. Cho còn quý vị cúng cho chúng tôi thì chúng tôi là thành ra là người mắc nợ nữa, cái vậy đó. Còn cái nhu cầu cúng là tại mình phát tâm mình cúng, mình muốn cúng và cái nhu cầu của mình cần cái đó thì mình cứ cúng, không sao, không có cản, thầy không có cản nha. Chứ đừng nói thầy cản là thầy có tội với các chùa, thầy không có cản. Nhưng vì cái nhu cầu của quý vị mà quý vị cúng, chứ không phải vì chùa mà quý vị cúng, vì chùa yêu cầu quý vị cúng. Vì nếu chùa yêu cầu quý vị cúng phiền não dữ lắm, phiền não dữ lắm. Câu cuối cùng: đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió quang du thổi buốt sưng thì. Hay, ngọn gió quang du tức là cái ngọn gió khổ đau này, vô thường đau khổ này, nó làm cho cái tuổi thanh xuân của mình nó tàn tạ đi. Cuộc đời này là cuộc đời là bể khổ, đúng không? Cho nên nếu mà dịp dính mắc vào cuộc đời này nhiều quá thì cuộc đời này nó sẽ tàn sát chúng ta. Cuộc đời này giống như là nhiệt độ 45 độ, 50 độ, giống như Ấn Độ mà thời mùa hè vậy đó. Nếu dính mắc cuộc đời này nhiều quá thì cuộc đời này cái sức nóng đó nó sẽ làm cho mình tàn tạ đi. Hãy buông ra. Cuộc đời này giống như là cái lửa đỏ vậy đó. Bây giờ quý vị biết cái gì nắm, và hai đứa trẻ, một đứa biết đây là lửa than nắm, và một đứa không biết, đứa nào hỏng nhiều hơn? Hai đứa cùng nắm lửa than, một đứa biết và một đứa không biết, đây là lửa, hai đứa cùng nắm, đứa nào lửa hỏng nhiều hơn?
đứa không biết không nhiều hơn. Cho nên là quý vị học Phật pháp để biết cuộc đời là gì, để mà nắm cuộc đời này như đứa trẻ biết cái đám lửa hàng đang phừng cháy. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa đại thượng tọa chủ trì cùng các Phật tử, hôm nay rất có duyên được tiếp bài pháp này. Mặc dù buổi sáng là đi Tân Phú Định Quán cũng xa, rồi về chùa thì nghỉ đâu có khoảng 15-20 phút là đi qua đây luôn, nhưng mà thấy các vị cũng rất là nhiệt tâm, cho nên là chúng tôi cũng hết sức để trình bày một cái đề tài trong một bài hát gọi là Một Quả Đi Về của Trịnh Công Sơn. Mà bài này ai cũng biết hai câu đầu, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, nhưng mà không biết hết cái bài hát này. Cho nên chúng tôi dùng ánh sáng của Phật giáo để mà trình bày một phần của cái nội dung bài hát. Cầu chúc cho thượng tọa chủ trì cùng toàn thể quý vị được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.